Wow, ui, đúng là cơm rồi. Trời, đúng là như kiểu cơm Hàn Quốc luôn. Xong có rong biển không, người ta sấy đúng không? Ăn thử nhá. Ngon đấy. Ngon nhở. Ngon ui, mệt quá. Trời ơi, không biết ôi Susi cho mình ăn món gì mà bảo sang luôn. Em có món, em đang nấu cho chị món ngon đó. Nào mình chạy, không thở nổi nữa. Thôi phải chạy nhanh sang xem có món gì mới được. Su, Sang, Si, chị mệt quá thể luôn. Nghe thấy em bảo là nấu mà này, tại sao nấu ăn này ngồi chơi điện tử này? Em đùa chị đúng không? Công ty phải nấu. Sao không nấu? Nấu cơm không nấu thì ăn bằng cái gì? Ăn nồi không à? Đấy. Cái gì vậy? Cơm sấy rong biển. Ủa này con có cơm sấy rong biển hả? Ngồi đây đợi chị, trong lúc em đợi chị thì em chơi điện tử thôi. Bỏ xuống. Em sao cái loại này lạ vậy? Có thế này là ăn được luôn á? Cái gì phải nấu? Không nấu luôn. Mỗi lần mẹ em đi công tác về là mẹ em mua cho em gói này ăn luôn. Ngon lắm. Nó có ngon không? Bóc ăn thử nhá. Em ơi, chị chưa bao giờ ăn cái cơm sấy đồng tiền rong biển đấy đâu. Lại còn có cả rong biển đúng không ạ? Như kiểu Hàn Quốc ấy nhở. Đây này, nắm này. Ăn thử nhá. Thế này đúng là không phải nấu cơm thật đấy. Chị này bảo chứ, ui chắc hôm nay Su nó học được món gì. Sang bây giờ chắc là nó phải là bày ra lung tung beng nhà cơ. Hóa ra Sang nó ngồi nó chơi điện tử bấm. Trời ơi. Wow. Ô, ngạc nhiên chưa? Wow, ui, đúng là cơm rồi. Trời, đúng là như kiểu cơm Hàn Quốc luôn. Xong có rong biển không, người ta sấy đúng không? Ăn thử nhá. Ngon đấy. Ngon nhở. Ngon. Ui, ăn này á, chỉ khỏi bén cơm luôn. Đúng không? Ngon lắm. Ngon nhở. Mà rong biển rất là tốt đấy. Quá. Chị phải ăn cái bữa rồi. Thế à, như thế em cần gì phải nấu cơm đúng không? Nhá chị. Mình ăn thỉnh thoảng ăn em chỉ có giúp thôi. Về lại em nhìn thấy chị mang cái gì đấy. Ê giời, chị đấy em bảo là chị ơi em nấu cơm cho chị một món rất là ngon. Nên là chị nghĩ nếu mà chị đi sang tay không thì chị cảm thấy rất là áy náy. Nên chị đã mua cho em một gói bánh ốc quế mà em thích đấy. Em ăn thử nhá. À thế thì chị ăn cái này nhá. Xem có phải là xem có ngon bằng của em không nhá. Trời ơi không biết lắm thế. Công nhận cái này ngon hơn. Thơm lắm. Ngon. Ngon gạo ấy. Đúng rồi. Wow. Đây em. Đây là cơm sấy. Em có biết nó làm nào không? Đây là cơm sấy cho người ta cho rong biển vào đấy. Nhưng mà chị phải nói thật là chị chưa ăn cơm nào ngon như cơm này luôn. Mình chỉ có cơm với ruốc thôi đúng không? Cơm sấy ruốc. Nhưng mà cơm sấy rong biển ăn rất ngon luôn. Gần tan luôn. Ngon. Em ăn nhiều lên chán rồi đúng không? Ngày nào cũng ăn à? Nên là mẹ em không cần phải đầu tư. À nhờ. Cái này mình ăn không ngon thế ạ. Cái lúc đầu về là mẹ em mua cho em gà đấy. Thế à? Xong rồi em mẹ móc và em ăn thế này. Thế cái này của em có ngon bằng cái này không? Cái này ngon hơn. Các bạn. Rồi em bóc ra ăn không cần phải ăn cơm. Thế à? Hảo nào ăn nhiều cơm rong biển nên ra cái này. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.